Ui đây 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 mọi người này. Đấy. Thấy chưa? Đây này. Đấy. Đấy, ui. Nó vừa lên a. Thả gì xuống? Thả đóng cò này. Là nó sẽ lên đấy. Lên nào. Đấy đấy. Người thấy nhiều không? Nó không lên nhỉ? Ui đây này. Căn bản nó thấy cái áo xanh của mình. Ui đấy đấy, ui còn to lắm. Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của em. Hôm nay sẽ đi kiểm tra cái mạng lan. Cái mạng lan này nó kéo từ cái mô đen chính ra, nó rơi vào hơn 500 m. Hơn 500 m. Cái mạng lan này thì khách hàng dùng để lắp đặt cái camera. Nên cái camera nó đang báo offline. Line này thì giống như kiểu trường hợp là nó đang bị thứ nhất là nó có khả năng là do camera, thứ hai nữa là nó thì nó do cái đường mạng nó không, nó mất mất đường mạng. Thì hôm nay sẽ đi kiểm tra ở đây. Ở đây thi thoảng nó hay bị không biết đi đường điện. Cái đường điện ở đây nó có vấn đề sao ấy. Thi thoảng là phải vào vòng kiểm tra lại. Vườn của nhà khách này rất là nhiều cây bưởi. Đấy. Ở đây là gần 10 hecta đất, khách hàng toàn trồng bưởi, trồng bưởi, trồng cam. Ở đây camera thì nó có 3 điểm, một địa điểm chính và hai điểm phụ. Hai điểm phụ thì cách nhau khá là xa, vì giữa cổng chính với cổng phụ nó cách nhau xa lắm. Đây mọi người đang đi xe mà. Đây rơi vào tầm 200 m rồi đây này. 200 m đường rồi. Cái góc bên trên kia, góc bên trên kia thì ít bị hỏng, nhưng mà cái góc bên này suốt ngày hỏng. Không biết là sao, hay là ở đây có ai phá hoại hay sao. Nếu mà bị một lần nữa thì sẽ lắp đặt một cái cam khác, xong sẽ xoay lại cái thiết bị đấy để bắt xem ai là người phá hoại. Nếu mà bị vài lần nữa như vậy, bởi vì vào đây nó rất tốn thời gian mọi người nhá. Vào đây rất tốn thời gian để mình làm việc khác, nó còn nhàn hơn. Cứ đi sửa như này có mất nó được đồng nào đâu. Ở đây khá là nhiều cá này. Lại bị khóa rồi. À không, không có khóa. Hồ này rất nhiều cá. Nhiều lắm, có cá to luôn. Đấy. Mọi người. Đấy, cá này. Đây có cá chấm với lại cá chấm với cá chê. Lại oẳng này.
Mẹ kiếp. Đây mọi người nhá. Đây là nó có 6 đèn. Bình thường nếu mà nó đủ thì nó phải 6 đèn. Ở đây cái wifi này nó bị tịt. À nó chập chờn. Mẹ. À nó cháy. Wifi này nó bị cháy mọi người. Đấy. Có đâu. Nó cũng bị một vài lần rồi. Đây không phải phá hoại mọi người nhé. Đây là nó bị cháy này. Thì cũng mang, em cũng mang hai cái con dự phòng này đi. Đấy vì cái này thì cũng biết trước rồi. Thứ nhất là cũng mang nguồn này. Một nguồn với lại cái thiết bị này đi này. Đầu nhỉ. Cắm nguồn khác rồi xem nào. À, nguồn. Biết ở đây suốt ngày bị hỏng nguồn thôi. À, không biết. Hay không biết ông nào nghịch ông phá hoại. Đây mọi người. Muốn biết là ai phá hoại hay không thì ở đây mình sẽ buộc hết vào đây. Đây buộc hết vào đây, mình sẽ thít lại nhé. Đây mọi người. Mình sẽ buộc hết vào đây. Buộc hết vào đây. Đấy. Xong lôi, mình sẽ lôi cái máy ảnh ra xong mình chụp lại. Chụp lại hết vào đây. Đây mình chụp hết cái góc này. Mình chụp hết lại cái góc này để mà nếu mà cái trường hợp mà cái lần tiếp theo mà nó bị ấy thì mình sẽ xem lại xem cái có trường hợp nào mà nó nhổ ra hay không. Đấy. Xem cái vị trí của này của nó còn nguyên vẹn như ấy mình vừa làm hay không. Nếu mà lần sau mà bị trường hợp như vậy ấy thì mình sẽ thực hiện đặt một cái camera ở đây. Đấy, mình sẽ đấu nguồn điện từ đây lên. Đặt cái cam giấu kín ở đoạn này để mình phát hiện xem ai là người hành vi phá hoại như này. Bởi vì cái con này nó cũng bị mất mấy ngày rồi. Đấy, rất nhiều trường hợp nó đã bị bắt rồi nha mọi người nhá. Cho nên là các bạn không phá hoại được đâu. Chưa đủ tuổi. Đấy mọi người nhá. Trường hợp như này thì mình sẽ chụp lại cái ảnh để xem cái hiện trường lần sau đến ấy là nó có như vậy hay không, nó có tương tự như bây giờ hay không. Nếu mà nó khác biệt thì mình sẽ biết được là có ai phá hoại. Nếu mà trường hợp đấy thì mình sẽ gắn một cái cam bất kỳ ở đây. À, ở khu này gắn bất kỳ một cái camera ở đây, mình sẽ theo dõi ở đây. Xem các ông tướng nào ông thường vào đây ông nghịch. Bởi vì ở đây khách hàng rất quan trọng rồi mọi người. Có một cái cam đây. Một cái cam đây này. Đó, mọi người thấy không? Đó, nhưng mà ở trên này nó rất nhiều cá. Anh em đi một vòng nhé.
Ở trong này hồ chú nuôi nhiều cá lắm. Còn to lắm mọi người ạ. Nó lên nó ăn. Trình mà đi kiểm tra một cái mạng lan. Mạng lan mà ở đây là mạng lan của camera. Thì mình chỉ vào mình kiểm tra, thứ nhất là cái con vector này xem nó đủ cái đèn hay không. Nếu mà nó mất hai đèn quang ấy thì nó sẽ còn 4 đèn. Thì nếu quang mà bị đứt hoặc là ở đầu bên kia nó bị hỏng ấy thì nó sẽ chỉ còn là 4 đèn thôi. Một đèn nguồn, đây là đèn nguồn, khi mà mình cắm điện vào thì nó có một đèn nguồn, đó là 3. Và khi cái mạng lan nó thông ấy, mạng lan thông thì nó thêm 3 đèn nữa, là tổng là đủ tất cả là 6 đèn. Nhiều thời gian để đi làm mấy cái việc như này. Khách hàng người ta đã lắp đặt dịch vụ của Viettel ấy, thì bên kỹ thuật bọn em cũng phải đảm bảo cho dịch vụ. Nên là các bạn muốn phá hoại thì chúng tôi có rất nhiều cách để có thể bắt. Con chó to kinh. Vì anh em kỹ thuật bọn tôi cũng rất nhiều bài để có thể bắt được, mà cũng không phải tham gia hoặc là phải trực tiếp ở đấy. Hoặc là nếu mà muốn bắt thì lại sử dụng cái bộ ắc quy, ắc quy xong gắn cái cam ở đằng sau đó, thì khi mà ngắt điện ấy thì là vẫn xem được bình thường. Chỉ là một hai lần đầu là không bắt được thôi, nhưng mà đến lần thứ ba lần thứ tư thì quá đơn giản, cứ phá hoại như này. Cho nên anh em nào mà có ý định phá hoại của nhà người khác ấy, thì
từ bỏ cái ý định đấy đi nhá. Nếu mà họ có lắp cam ấy, bởi vì khách hàng mà họ đã lắp cam rồi ấy, thì các bạn chỉ có xác định thôi, kiểu gì nó cũng quét được. Bạn lâu vừa cái đợt trước cũng đi bắt cái vườn ở trong này, thì cái vườn ở trong này thì mất rất nhiều là ổi này, bưởi này, mất rất nhiều luôn. Thì xong rồi gắn cam thì ông chú này không biết là có cam. Thế cứ tuần ra ngoài. Đấy, xong rồi đến quét thì thấy ông tuần suốt, thế là đuổi việc luôn. Thôi cái video này đến đây là kết thúc mọi người nhá. Để ủng hộ cho kênh, mọi người đăng ký kênh bên dưới, và mọi người chia sẻ thì mọi người hãy comment ở bên dưới nhé mọi người. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi cái video. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở video tiếp theo nhé. Đây mọi người này, đường rất là khó đi nên là cũng không muốn đi lại như này, mất thời gian lắm, tốn sức. Đi vào đây chả được cái gì, lại mất sức, mất xăng, mất thời gian. Đó, cho nên là mọi người mà không nên phá hoại của nhau, không nên trộm cắp. Đó, anh em chúng tôi vất vả như này mà mọi người cứ đi trộm nhau như này hỏng, phá hoại như này thì hỏng. Thôi chào mọi người nhá.